cái gì vậy? Vũ đi chưa? Cuối tháng này nó mới đi. Hai vợ chồng chú hả? Dạ. Ủa là đi hai vợ chồng? Hai chồng. Đang tôi hỏi đó, cái chuyện đã qua. Tôi không có gửi. Tôi đóng một thùng nó đi nào ơi, người ta gửi cho nó 4-5 thùng rồi. Hai vợ chồng đi có 4 thùng rồi. Mà nó gửi 4-5 thùng rồi. Ừ. Thì người ta cũng gửi kiểu đó đó. À, nó vậy đó. Rồi nó nhận của người ta đâu hết rồi. Nó qua lẹ, nó vậy thì nó lẹ chứ gửi. Cuối tháng 4 nó qua rồi. Cái con tháng à. Thế là ông sĩ đem qua tôi 1 thùng rồi, còn dư rồi ông là... ông Phật tử bên Florida đem qua gần 1 thùng nữa, bây giờ nó còn dư nữa. Tại vì qua mẹ tôi có xào mứt, có cho tôi có xào mứt cho tôi. Mà tâm lý người mẹ mà đã tính đấy, mẹ ơi 1 ký thôi. Không có cái nào 400 ký và bỏ lại sao mà buồn. Cái người mẹ thương con. Cái thằng này nó gì, nó đi về bên kia, nó chưa qua mà nó đã đặt hết trong đó rồi. Nó đặt ba cái cá kho tàu, nó đặt khô, nó đặt cá không à. Nó đặt 2-3 thùng nó bển rồi đó. Đó chưa có qua mà bên đó nó đặt trước để người ta làm, người ta phơi còn kịp khô nắng á. Để tôi lấy mà bánh tét biên độ sẽ khả lỡ. Thôi cái ngày thôi còn lặng loàn đừng lặng quanh nữa cái nghỉ ăn trưa. Bà giờ tôi không lặng quanh nữa thì ông đang tới không ăn không buồn. Thôi chờ ông tới. Dạ dạ chứ thầy mà giờ quánh thêm quanh nữa cái trưa nghỉ ăn nha. À, bụng dạ giờ nó không phải như hồi xưa. Thấy cái cảnh thì thầy thấy không? Rượu ngon phải có bạn hiền, mà đời vui phải có người này người kia, phải có tay với mình rồi mới vui chứ. Trời ơi bây giờ nghĩ càng thấy trời âm bu vậy, cái thấy thương ông cứu thủi mình. Phải chạy qua chạy lại. Nhưng mà nhiều khi người ta thích như vậy, đời có cái vui khác không? Hả? Chỉ có đời cái niềm vui nó nhỏ nhỏ mà nó thích hơn. Cái vui của mình phải chia cho người ta thì mới gọi là vui, với vui mình vui mình thì thôi chứ. Nhiều khi ta thích cái niềm vui gì đó cho nhỏ. Chia vui thì mới gọi là vui. Nếu như cuộc đời mà ông nói vậy thì không có chỉ có người gọi là gì đó là bằng cái gì, cái bằng gì? À, cái gì mà gọi là gì đây? Cái gì mà tự kỷ á? Dạ. Tự kỷ ám thị. Trầm cảm. À, trầm cảm. Trầm cảm là khác rồi thầy ơi. Trầm cảm là không ai chơi mình riết, cái mình chơi mình riết cái thầm trợ tự nhiên không muốn tiếp xúc với ai. Mình nó dẫn đến trầm cảm đó. Mà cái bệnh đó đó nghe là bệnh thế hệ thế kỷ bây giờ nè, bệnh xã hội bây giờ nè, chứ không phải bệnh ăn chơi gì đâu. Mà bệnh trầm cảm là bệnh thế kỷ bây giờ, xã hội bây giờ. Nếu nhắm chơi không lại người ta hay là chơi sao mình không muốn việc hàng ai cái cú vô mình riết cái trở thành trầm cảm mà nào không hay đó. Có người này người kia rồi cho nó có tay với mình, có bạn có bè rồi. Tôi nghĩ sống vui á, sống thì sống nó thoải mái thú vị. Sống mà sống không vui, sống đau khổ, sống chi trời ơi, đúng vậy. Nhưng mà khổ mà cái nghiệp rõ đài á. Nghiệp rõ đài phải sống. Chứ thật sự sống đau khổ không dữ. Đó có một ông bạn, ông nói ông này cũng già rồi. Ông này cũng bị bắt. Ông có cái trăm đĩa mà để trong dinh trục lập đó nghe. Cũng trục lời có tiếng á. Ông nói cái kiếp nhân sinh là kiếp con người. Mà kiếp con người gặp cái hoàn cảnh tốt á, nó giống như là cái con tầm vậy đó. Mà giống như cái con tầm đó, nó được ăn lá dâu thì nó thải ra cái phân tốt, nó thải ra sự tơ tốt. Mà bây giờ gặp cái mùa Covid này nó không có lá dâu nó ăn đó, nó ăn lá đu đủ, nó ăn lá khoai mì nó cũng vẫn phải thải ra dâu chứ, nó không thải ra cái đâu có được, nó tức trong người nó đâu có được, nó phải thải. Mà thải ra cái tầm nó không có tốt, cái tơ nó không có tốt, nó cũng phải thải. Nhưng tạo mà ăn dâu không ăn được, không ăn lá đu đủ nó cũng phải thải. Cái kiếp của nó là như vậy. Giờ con người cũng vậy, sống trong cái kiếp này thế này, cái nhân sinh mà gọi là Covid này thế này. Nó Covid thì cho nó mỹ từ vậy thôi, chứ thực sự thì ông nội trời ơi, người với người biết bao nhiêu thứ để nói.
thôi thì cứ nói Covid cho nó chắc, không ai đụng ai. À, vậy đó, thành ra là thầy cũng phải thải vậy đó, mà thải ra cái gì mới được. Ôi trời ơi. Bởi vì sao? Thầy cái hậu con chó nó cũng buồn nghe. Có nó buồn á, rồi nó chuyện với nó. Bây giờ chó hớt rồi nó cũng buồn. Chiều ra ra rồi vậy cho nhân vui. Dạ, mà thầy chó kia nó dễ thương quá, mà sao cái tội nó ôm nó quậy thì không nổi ha. Thì không có nói buồn lắm á, à, nó còn lớn lớn rồi. Ví dụ như giờ mình nói chuyện, nhiều khi mình nói chuyện nghe đó thầy, mình phiền não gì đó, mình nói với nó, mình chửi cha đó, nó cũng bắt luôn. Nó cũng, nghe đó mà nó làm tin nè, mình chửi cha đó, nó cũng bắt đuôi nữa. Bởi vậy không có cái con nào, không có cái loại người nào mà nó trung thành như con chó hết. Dù có quánh nó mé, nó cũng quay đầu nó lại ngoài đuôi mà là chắc phải kiếm một chó nhỏ đó, nói hao mà nói thật á, mà hồi không ai thì mình đi đâu nó kẹt, nó buồn lắm. Nó buồn không phải là tu hành mà buồn. Ví dụ có nó, ví dụ khi mình bực bội gì đó, mình muốn nói chuyện cái CC lại nó nói chuyện là con rồi kia. Tu hành cũng là kiếp nhân sinh thầy ơi. Nhưng mà khổ là nó là nó chết trước mình. Bởi vì cái tuổi thọ nó có mười mấy tuổi hà. Đó là dữ lắm rồi đó. Dữ lắm rồi đó. Thế nên giờ khi ăn mình bàn cái này cũng chưa ra nè. Dù con người mình tuổi thọ trên dưới mấy mươi năm. Bình quân là 80 năm đó. Mà mình Đức Phật cấm không có cho giết người. Giết người là chết nha. Và các con vật lớn, con vật lớn thì đâu có con nào là sống ngay với con người. Chỉ có con voi, con kia mấy đó là cũng hiếm lắm nha. Nhưng mà cái con rùa, ông giáo Hầu Gương mình có cụ rùa 1.000 năm tuổi không? Có. Tại giờ có 500 tuổi. Như vậy là ăn một con rùa là tội như thế nào? Mà cái rùa bự người ta không ăn. Rùa dài 5 tuổi rồi vậy đó thôi, chứ còn lớn nữa rồi đó, ăn. Ăn nhỏ nhỏ à. Cái cỡ này là nó không dám đụng tới rồi nè, có cái dĩa này nhỏ tâm nhỏ lý nhỏ vậy đó hả? Nó sợ hay không? Không phải, tại vì nó không, nó cứng hay nó dài hay nó sao, nó không ngon nữa. Thịt ngon, nó ngon hơn là thịt già cái kiểu này chứ không ngon rồi. Nhưng mà thực sự thì con rùa không có cái gì hết á. Thầy biết không, con rùa không có cái gì hết á. Thứ nhất á, là cái bộ đồ lòng á, nó chiếm hết cái thân của nó, là không có cái gì tổng hết ở ngoài cái bộ đồ lòng. Với bốn cái chân này, bốn cái chân cái đầu hết rồi. Không còn cái cánh thì thôi, là đâu có thịt đâu ăn. Đó, vậy đó thôi à, chỉ có bốn cái chân là có thịt thôi. Đó. Cái đầu của nó là chỉ có khúc cổ thôi. Chứ còn nguyên cái miệng, cái đầu của nó, cái hàm trên, có cái đốc rộng ở trên á. Ở dưới thì không răng, ở trên á, cái đốc rộng của nó là răng không. Tất cả đều là dính trong cái thai hết trơn rồi. Dân, răng, cái đốc rộng này là răng không. Đâu có gì đâu ăn. Thành ra người ta nói hồi đó có một lần thấy con thấy cái ông nội kia, ông đem rùa về ông rang lên để ông nhậu đó, rang muối đó. Trời ơi, không thấy thì thôi, mà thấy rồi thôi ông nhậu đi, chứ tôi đâu có hứng thú gì nhậu mà cái thứ này. Cái bộ đồ lão nữa. Đâu có này, để nguyên con người vô nồi á, rồi nó đậy nắp cho nó kỹ để sợ nó dâng nó nhảy đó. Đun dữa lên. Cái cảnh mà mình bị nhốt ở ngoài con nét ấy, thầy biết con nét không? Sao? Thầy biết cái con nét không? Giống như cái thùng ngày xưa gọi là cái thùng container đó. Mà nó cắt vuông lại vuông nhất vậy nè, nó đi ngoài phải nắng á, để ngoài nắng á, bắt ai nhốt ai bao đêm rồi đó, phơi nắng về cái khóa cửa lại. Thầy chỉ có cái lỗ xíu để thở thôi, còn lại là nó nóng cơ rồi, bao nhiêu cái lò rồi đó, gọi là con nét vô đó. Sao ăn chứ, vậy sao ăn nổi nữa.
Ông hứng thú gì đâu mà ăn nữa. Thành ra con thấy cảnh đó nó thôi rồi rồi. Thôi tao nghĩ đi, từ đó thì sao không bao giờ đụng tới cái con buồn. Thì tính ra nó không có cái gì mà thấy ngon lành sao sao nhiều khi mình ăn mà không sợ, chứ thấy con có nhiều con nó thấy ghê, thấy mà heo mà sao mà ăn mà không sợ. Tại vì họ nói con rùa ăn tim con rùa chữa chữa cái bệnh tim, chữa cái bệnh tim nên là họ ráng họ đi nuốt thôi, chứ thật ra thì họ cũng chữa sao nổi mà chữa trời. Dân gian họ đồn tầm bậy để họ ăn thịt thôi chứ để ăn ốc khỉ. Ôi trời, đây hồi nhỏ đâu? Hồi nhỏ con có ăn rồi nè. Con có ăn rồi nè. Đầu nó gì mà bút rồi nó chết hả chú? Trời ơi, trời ơi. Thấy cường phòng lắm rồi. Miền nó dày phải không? Nó để trong cái thùng mới lớn này vừa đủ con khỉ à. Mà con khỉ ngồi thì nó cũng lòi cái đầu, buộc là nó cũng phải đứng 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 rồi ngồi đại khái là lòi. Trên nóc này nè, nó giạt cái lỗ, giạt cái lỗ. Thì con khỉ vừa chạy đâu chạy làm gì làm cũng phải đứng ngay giữa vậy hà. Lòi cái đầu lên vậy đó. Lấy cái dao con giạt ngang, múc ốc khỉ, ốc tươi vậy đó. Rồi khỉ nó chết không? Thì chết chắc chứ, nhưng mà nó chết từ từ chứ không có chết liền. Bởi vì nó mất cái ốc đi. Cơ thể nó vào trong đó nó còn sống, nó vẫn còn nhúc nhích này kia, nó một thời gian sau nó mới chết chứ, đâu có chết liền được. Thì chắc là trong ngày đó hay là thời gian? Trong ngày đó vậy đó là chết. Trời ơi, chơi kỳ kìa. Trời đó, trời ơi, thôi, ông, người ta nói ăn như vậy để trừ cái bệnh này. Hồi xưa, hồi con còn nhỏ đó thì nói là trừ cái bệnh ban khỉ đó, đau ban khỉ đó, nuôi không được đó. Đó, thì đem bắt khỉ về cho ăn thịt đó. Mà ăn chỉ có ốc vậy thôi đó. Hồi đó ở chợ lớn cũng có bán nữa. Rồi sau này vài năm sau cái tự nhiên người ta dẹp, người ta thấy tàu ăn quá. Mà tàu ăn á. Ui không mọi tàu thôi, khỏi nói. Cái gì cũng ăn, bởi vì sao? Nó xuất phát, nó xuất phân từ rừng lú nè. Thầy tới Trung Hoa Cẩm Tú bên Thẩm Quyến á nha. Quyến từ Hồng Kông đi qua Thẩm Quyến có 1 tiếng mấy hồ xe lửa à. Qua tới nơi rồi đó. Thầy vô cái Trung Hoa Cẩm Tú của nó tại không, tức là nó gom hết tất cả các nước của Trung Quốc á, nó về đó nó lại nó làm cái cẩm tú, tức là mỗi nước có một cái đặc điểm gì cũng đều người đó làm. Còn vùng núi chập trùng đạt ngàn luôn, còn núi thì thành phố không có. Thì giống như Thượng Hải, bến Thượng Hải thì nó cũng là sông là biển ấy, chứ không có không. Thành ra cái kiểu mà ăn theo cái kiểu người ở rừng đó, đó là như vậy. Đậm. Giờ này nó thấy đậm rồi đó, nghe cái mùi trà đậm đó. Thôi tôi sợ lắm. Tôi sợ thấy cái miệng tôi thì áo vào hào, tôi thấy máu đổ đồ ra, thấy bất cứ con gì tôi cũng sợ. Mình thấy bởi vì cho nên nhờ vậy mà mình không biết có cái tâm. Thầy chỉ mới nghe nói thôi nha. Chưa thấy á, thấy hình trên tivi thôi. Thấy tivi là thấy hình, nó có thể hư cấu được, nó hư cấu được. Còn thực tế ông ngồi ông thấy mà nó lụi thằng kia đó nghe. Trời đất ơi, ông ngồi bỏ cơm mấy ngày đó. Mấy ngày đó. Mình biết gao hả? Ở ngã tư Thanh Đa đó, ngã tư Thanh Đa ở quận Bình Thạnh đó, ở trước cửa cái quán cháo Nga nè, quán cháo gà Nga này nè, hai cái thằng nó dí nhau mà nó đi, nó ân quán giang hồ đâm chém gì đó không biết, nó đi ngược chiều, thằng thì đi vô trong Bình Quế, thì thằng từ trong Bình Quế đi ra, hai thằng nó gặp nhau ở ngã tư đó đó. Chính con chứng kiến đàng hoàng nha, mình đứng trước cửa để mình chờ gửi xe đó. Hai thằng nó đâm cái rầm với nhau để nó gặp nhau nó đâm cái rầm với nhau, cái nó nói tao đi kiếm mày nãy giờ, nó mới gì nói hết câu cái thằng ở trong Bình Quế ra đó, rút dao rồi nó lụi liền, nó lụi thằng kia trước mặt liền, rồi cái nó lụi xong rồi nó lắc dao cái vậy nó mới rút ra. Trời ơi, ngã cái đường xuống thấy tận mắt thì mới thấy cái đó mới còn ghê nữa, chứ còn ông thấy hình ông thấy này kia nọ thì nó hư cấu rồi, cái đó họ không nói. Còn tận mắt mình chứng kiến người ta giết người, trời là người chịu không nổi, bỏ cơm mấy ngày á. Ghê quá. Thế á, ứng lắm thầy ơi. Thế là vậy, đấy trên Đức Phật dạy trong cái Bồ Tát phải á, nếu mà không có cho luôn cả mài dao á, người tu không có mài dao nữa đó,
nhưng mà nó lục quá mà liếc liếc thì sắc thôi, chứ cái giới Bồ Tát không cho ngày bài giao nữa nghe. Quánh nhau đó nghe, hai thằng nó quánh nhau mà quánh tới bể đầu chảy máu gãy tay, nó bỏ đi bỏ chạy đó, thì cái tỉnh đó mình coi như người ta ấu đả rồi, người ta đụng phải như vậy rồi ta bỏ người ta đi không sao nha. Còn cái thằng nó cố sát á, nó cố sát á, nó quánh cho gãy vậy rồi nó chưa chịu tha nha, nó quánh cho tới thầy gục xuống đó, thầy không còn nhúc nhích được đó, thầy thấy cái cảnh nó về đúng là gặp cái cảnh đó rồi đó. Tôi bao giờ tôi coi đánh võ đại đó, không bỏ cơm liền. Tôi bao giờ tôi coi thiệt á, không muốn ăn muốn gì hết, thấy ham muốn gì nữa rồi. Cha mẹ sinh ra cơ thể vậy mà làm gì nó quýnh xì má mặt xì không, mà tôi thấy nó tắt không ai kịp hết á. Thôi nghĩ là tắt không ai kịp. Thôi mà nếu nói trên đời này ai cũng nói với mình hết á thì cuộc đời đâu có khổ. Không phải có vậy mới còn thôi. Sáng nay mới ré trong đầu có một suy nghĩ là tại vì thấy cái cảnh người ta an nhàn quá vậy mà. Tại sao mọi người không tìm đến nhau, tìm đến cái an nhàn vậy để cho tất cả mọi thứ nó đều không có gì xảy ra, không có chiến tranh, cứ ăn sống bình thường vậy đó. Có phần tươi đẹp trên sân lội đó mà. Đó trời ơi, sướng biết mấy. Mà không làm được, không ai làm được hết, không ai chịu hết á. Nằm yên không chịu, phải đi kiếm chuyện quánh nhau vậy cho nó hao tiền tốn của rồi hao tốn sinh mạng của người ta vậy mới chịu. Thầy ai, cái tôi lớn quá cái đó vậy. Cứ phải chịu bình yên đi, đừng có ai nói động gì ai, đừng có ai gây phiền hà tới ai, đừng có ai nói gì tới ai để cho người ta phiền nhau gì hết, cứ phải ung dung vậy mà sống với nhau. Rồi là nay có cái này đem qua kia đem cho người kia người nọ, cứ chia nhau ăn chia nhau sống vậy, cứ phải nó bình thản nó an nhàn mà nó tự tại biết mày. Trời ơi, cái thế giới kiểu đó thì mới gọi là thế giới an lành. Sao nó không có được cái cảnh đó không biết. À, sáng hôm qua tự nhiên có ngồi nghĩ xong sao thiên hạ không làm vậy đi, để cho đừng có ai đụng ai chạm gì trơn trọi, đừng ai quánh, đừng ai chém giết gì trơn. Hôm nay tôi có cái củ khoai tôi đem qua bên kia, người ta có đậu phộng đem lại, cứ vậy tôi chia nhau sống vậy bình thản, ngồi nói những cái câu đang đang bận rồi à, nó dạng lửa của anh túi chứ không ngộng gì là bận rồi đó. Này tôi có đậu đỏ nè, đang bận rồi đó. Mà người bị ai đi á, để tôi cho tôi nằm chút xíu, tôi đi xuống giống, tôi đi ngâm giống, yeah. Ngâm hộp giống là vừa rồi. Đó tới kìa, đó tới kìa, mày nói không? Cái thằng ơi, ngâm giống là vừa rồi. Cái thằng này không được tin quá, không được, ông được thầy tin ông quá rồi ra ông. Không có gì gói rồi hết trơn rồi. Ủa sao qua mới buông vào nay gói rồi? Chưa đến tới mà sao thầy gói rồi? Qua tới cái khác. Thầy anh sướng qua anh được, thầy cưng quá hay là anh tới giờ nào cũng được á. Tới sớm sớm mà để thầy ông chờ. Anh á, thầy cần anh chứ thầy cần. Không nói anh không thầy, tới anh. Cái này 4 ngày 2 viên nha thầy. Sáng viên tối viên nha. Cái này là gì nghe? Cái này là menium để cho đỡ ít xương được thay, đỡ bắp thì trở lại. Nó nói đưa tiền trả. Thôi không được. Không cái nào đâu cái đó. Thôi không có ra có mấy đồng bạc hả? Đâu mấy đồng. Đồng. Cái này là đi stream, thầy uống một viên đấy nghe thầy. Đây là vụ xương đấy. Dạ. Nha. Còn cái này là cái bốn cái dừa này có đúng không? Thầy có đúng không? Đúng rồi, dừa này nè. Nhiều quá. Chờ đợi cái gì nữa đây? Anh Hồng đi nữa hả? Đó có dừa chất da rồi, không đúng rồi. Đưa vào. Thì đó cái hôm qua thầy đưa con cái khác, con dám lấy cái kia, lấy cái này thôi đó. Con lỡ đến ngày mai rồi đấy. Đó, hôm qua thầy đưa con cái kia không đúng, cái này cái kia là grape, cái này grape, cái này khác nhau quá. Ừ. Thầy đưa con này con chỉ nhìn cái kia con chữ thôi. Vâng. Grape, là grape khác nhau. Tiếng Việt không nói tiếng Tây không. Trời ơi, thầy uống thuốc nữa. Thầy không có người truyền bá
khi cha uống khi quên. Tối mưa cả đêm đó chứ hả? Mưa cả đêm. Viên là thuốc Nicholson uống hấu ấu hết loại này na là tết tết á. Dạ. Má loại này là tết tết á. Thì không thì con mua 250 viên. Ngày 24 con sáng viên tối viên. Này, cái này hả? Dạ. Cái uống con như vậy. Uống nhiều nó nóng quá không? Không nóng. Uống vậy thôi, cái này nó tốt, cái bắp thịt của thầy thầy không đau nhức gì nữa. Chứ khổ lắm thầy. Bắp thịt không gì này. Bộ ăn không có cái này thôi. Cái gì vậy? Cái con xin chết đó. Không. Sao ta gửi cho thầy, nó không gửi cái chết thì cũng như không, ông nội nó. Đâu đâu biết đâu, cái nó là bảo đảm đó. Anh nó phải có cái A1C test nữa thì mới test được, chứ lấy cái gì test, cái tờ giấy sao test được. Nó cho lần này được 2 lần rồi đó. Không có cái đó được test Covid. Dạ. Còn cái này test tiểu đường. Rồi được. Không nó gửi trước nó cũng sao. Mà cái này đã bảo đảm rồi. Một vài tháng nó gửi lần, vài tháng gửi lần. Mẹ Mỹ sướng ha, Việt Nam là tương đài rồi ha. Ủa này nếu nó ngạn vô ta cái gì nó ngạn vô cái lạm dưỡng không quá không tốt hả? Xuống đi. Nay bắt đầu là lạnh nên nóng rồi. Mấy hồi đó nói hăng lắm. Tôi không muốn thuốc đó, rồi già sống. Cái gì cũng nhận thuốc. Chưa đủ già để thấy cần nó. Cái gì cũng thuốc hết trơn. Chưa đủ già thấy cần. Thế không cần cần nó kinh. Cái này hôm nay được có bánh đây nè. Mà già tối rồi hết rồi đó. Ông già rồi, ông cần thuốc không? Này chú ông nè, thấy không? Dạ, xin thầy. Đây. Mà cố gắng kia nãy nữa, chú đi. Dạ, chú dạ thôi, khoanh tôi trời, khoanh ăn nữa. Ăn đi, ăn đại đi. Nó nghỉ cơm hay là ăn dừa không? Dạ thôi, thầy để nó đi. Cho con dừa nữa, có dừa không? Có, nè, ủa, nó nhanh miếng này. Nó cho thôi, hồi nãy tôi mới ăn với thầy. Giờ phải ăn dừa rồi hả? Không, con ăn cho lạ đi coi chứ. À, trời ơi, cái này ngon à, xuất sắc à. Không, rồi ăn lại đi, ăn lại đi. Giống nhau. Mà đưa con thầy, thầy mày chơi vậy. Ăn rồi. Để ăn đi. Ngon, ba ngon, lọc nữa đi. Không. Trời ơi, để chút trưa ăn cơm tươi chứ. Thầy chơi. Thầy quýnh hai quanh là nghỉ ăn á. Ăn đại đi mà. Đó. Thấy chưa? Cảm nhận không? Quá, thì ngọt quá. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Ăn đang thì ông hảo. Ngọt quá. Thầy phải uống nước trà. Đó. Đó cái này nè. Ta đàn. Anh chung thứ nhất rồi, đó ăn này ngon á. Ăn này ngon mấy chuối nữa. Đó. Đây chưa? Đây chưa? Ôi, chuyện này ngon mấy chuối thì ngon hả? Ở đó. Đó, qua dừa xào đó. Đó, thì
cái dừa mà thầy mua khác không phải cái này hả? Ý là cũng mua cái loại giống vậy đó, nhưng mà cái này cũng phải giống được. Không, cái này nó dài nó bỏ cả sợi. Ờ, có cái này. Cái này nó sợi. Không, cái kia thầy đưa con này bảo đừng có mua cái này. Tại cái đưa mà có cái crest là cái cái bào đó. Tôi nhìn thấy rõ, tại vừa không mua bốn túi mà hai túi này túi kia vậy. Rồi, đây thầy bảo con này. Cái này vô máy thầy xoay cái nó cũng nhìn nhìn vậy. Không là bà xoay ông trời ơi, ông ba ơi. Tôi nói thiệt ông, mỗi lần tôi gọi tôi gói bánh rồi tôi làm thấy mồ. Thì lúc nào xuống đây gọi, sáng không thấy là đâu thấy gì gói bánh đâu, thấy không? Mà đó đóng bốn thùng rồi đó. Hết rồi tôi có nữa, không tại cái gì đặt. Thế hả? Nó không có đặt mà thấy gói thôi thầy con, thầy con. À, cái nhân này thầy làm bánh tét chứ thầy làm bánh đít cũng ngon. Cái nhân bánh đít đó. À, nhân bánh đít này, cái này nhân bánh đít à. Đây, thấy trẻ trung đẹp trai quá. Ai đẹp ai? Không thấy đẹp. Hôm nay thấy mặc áo tay ngắn rồi trẻ, thấy đẹp trai quá. Gì đàn bà quá nó đeo không quá trời. Ai người thương nữ, thanh nữ. Tôi đàn bà quá. Nhưng mà bây giờ sáng tôi ngồi tôi suy nghĩ nè. Nói xin lỗi nha. Là đặt lại vấn đề hai ông ba với ông Đan. Nhưng mà ông Đan á chưa chắc gì biết hương vị tình yêu và ông ba. Trời ơi. Thầy chưa bổ. Thầy nói lộn rồi. Không, tại vì lý do là tại ông ta... này ông già hơn con thì ông phải biết nhiều hơn. Không, không, anh nói vậy con cảm thấy con cái hương vị. Nói vậy chứ ông đi trước ông là. Không, tôi đây về nhưng mà tại cái vấn đề đó tôi ngu ngốc rồi hả? Không có vấn đề gì có thể tôi hơn anh chứ. Ông Đa thì ổng nhiều bà đeo thiệt bị nhiều. Ở Sài Gòn ổng là đại gia thì tôi nói ông nghe nhiều rồi. Người đeo nhưng mà cái số đời qua cho nó không hưởng được hương vị tình yêu. Còn cái số mấy ông thầu phán á, mấy ông thầu phán, mấy ông chạy xe, mấy ông thầu gái luôn đó, hồi xưa đó mới biết được hương vị tình yêu là thế nào. Còn mấy ông này nó nhiều quá thì nó không biết được hương vị tình yêu. Không biết gì mà chơi quá. Ví dụ như ăn nè, bây giờ tôi để cho cái tôi chai rồi đâu biết hương vị đâu. Rồi mấy ông chạy xe, mỗi ông bà làm sao mà rảnh đâu. Vậy biết hương vị rồi nó ghen. Nó bận rộn. Nó ghen rồi, nó sắp xếp được kia tao không biết hương vị. Ông nói gì trung trung chứ ông nói kiểu vậy, ông hơi bị thiên vị rồi nghe. Chuyện gì cũng đang không được. Đúng, đúng. Thầy nói đúng. Thầy hiểu anh nhiều lắm mà thầy đấy đúng. Ngồi một cái. Thầy đó thầy giờ thành anh với thầy là thành chuyên thiệt. Không, bớt giận. Rồi quá kiếm thấy vậy đó. Thì chứ thí dụ như mấy cái người mà ấp mở mở đó. Nó biết được cái hương vị nó như thế nào. Còn mà không ấp mở mở. Bởi vì lý do sao thí dụ như ông đau quá con. Không có lăng răng nữa rồi thôi. Coi như là nó không sao. Còn ông mà có con có vợ rồi ra ra mới biết hương vị tình yêu là ngọt mặn chua cay lạc béo dơ đầy như thế nào phải không? Thôi tàn ngon lắm á thầy, uống miếng nó đi ông ơi. Chúc thôi. Thôi ông cứ đi tìm hiểu. Có vấn đề này con muốn hỏi thầy với anh ba này. Là cái đức gọi là thượng phụ của Ukraine á, của đạo Ukraine á, đạo cũng là loại công giáo hay nhỏ. Hôm qua ông mới lên ông bảo á, ok, giết lính Nga không có tội, tại vì cái đó là người Ukraine tự vệ, giết lính Nga không có tội, tại vì nó giết 13.500 người, lính Nga chết 13.500 người, bốn thằng tướng chết, mà 13.500 người chết nó báo cáo đây là 13.500 người chết. Xe tăng máy bay tùm lum hết, quá trời chết. Mà giờ cái ông thượng vụ đó, tới cả ông chủ tịch giáo hội của cái bên Ukraine á, ông nói thẳng, ông bảo nếu mà giết lính Nga không có tội, tại vì đây là tự vệ, tụi Nga nó xâm lăng của Ukraine, nên giờ người dân Ukraine phải tự vệ. Đấy, ông ấy nói như vậy, thầy nghĩ sao? Nói đi rồi tôi sẽ tập. Thầy nghĩ sao cái câu đó? Trước khi thầy nói nha. Tôi nói này nó rất là khách quan để cho anh nhìn vấn đề cho nó khách quan chút rồi. Ông thượng phụ đó ông nói về đạo giáo để ông xác định cái chuyện giết người có tội hay không có tội, cái chuyện đó là chuyện của ông. Tôi không có khe cái chuyện ai đánh chiến tranh là phải chết người, phải có chết rồi. Ông nói ông đừng nói ông chết, ông không giết tôi giết ông, vậy thôi. Mà cái chính ở đây anh nhìn lại cái bản đồ của Ukraine bây giờ đó,
các cái mũi giáp công của Nga đó ha, nó siết lần lần vô tới thủ đô rồi. Thủ đô rồi, đúng rồi. Ai anh nghĩ như vậy đi, để cho thấy rằng là cái thằng Ukraine này đó, nó kêu gọi đồng minh kiểu gì, nó nói kiểu gì không biết, nhưng mà tại sao nó cứ để người ta siết chặt dòng dây. Tụi NATO không chịu vô, tụi Mỹ không chịu vô. Tổng lý, thứ năm này cái thằng cha tổng thống Mỹ đi qua bên kia họp để cái vụ Ukraine. Bên thứ năm tới đây nè, đi qua bên châu Âu, Đông Âu họp để vụ này, Trung Đông họp vậy. Nhưng mà tại sao không làm được gì hết để cho người ta siết chặt sợ dây. Sợ Nga. Thằng Nga nói trước ạ. Anh mà dính vô à, tôi bộc lên dần á, thằng Mỹ, thằng Ba Lan đưa cho thằng Mỹ 29 cái máy bay MiG-29 á, mà thằng Mỹ không dám nhận. Thằng Ba Lan sợ thằng Nga nên mới bảo ok tôi đưa cho thằng Mỹ nó lớn thì nó chuyển giao thằng Ukraine, mà thằng Mỹ không dám nhận. Trực tiếp ở đó gần xịt mà không dám, không dám đụng tới thằng Nga, nó bộc lên tại chỗ. Thằng Nga nó nói trước á, mày mà đụng lộn xuống tao bắn nguyên tử mày chết cha mày. Thì như vậy có nghĩa là đạo thì tôi không nói, giết người chiến tranh thì chết người thì cái đó không nói. Ông đó ông thượng phụ ông muốn nói ông giết người đồng minh gì đó tổn tội cái đó tôi bỏ qua bên. Không cái vấn tại vì tôi nói anh chuyện câu chuyện đó đó để cho anh nhỉ. Tại vì sắp lửa ở vế sau tôi nói hỏi. Vế sau vế quan trọng tôi mới hỏi. À. Chứ còn cái đó là vế đầu thôi. Đó thì theo tôi anh theo anh thì cái chiến tranh nào phải chết cái gì theo tôi là chiến tranh không là có tội nặng nhẹ vậy là vậy thôi à, không có tội tình gì đó. Tội gì ông nội, nếu mà nói kiểu đó Tần Thủy Hoàng ngày xưa cả triệu triệu người ai tội. Không có chiến tranh nè nha, cái đó không có chiến tranh nè nha. Tôi hành anh đi anh xây cái dạng đi vô thành tôi chết triệu triệu người đó. Tội đâu bây giờ ông đó ông làm gì, ông thái phụ đó, thái thượng phụ đó có bằng ông Tần Thủy Hoàng hồi xưa không? Theo tôi nghĩ á, nếu như Phật giáo không nên nói, Phật giáo thì không nên nói vậy. Còn cái đó là cái đạo nào thì mình không dám biết kiến, cái Phật giáo không nói vậy. Tại Phật giáo luôn luôn lúc nào cũng lấy cái lòng từ bi và lấy cái gọi là xóa hận thù. Vì vậy mà cho nên á, Phật giáo không có nói cho cái chuyện này. Thật sự là Phật giáo nói, giờ mà tôi không ghét tôi nói cái này đi trạch được lại này tôi mang cái tội. Cái này nó đồng nghĩa với cái chuyện mà ngày xưa cái quốc gia của Đức Phật Thích Ca, ông già là vua nha, ổng là thái tử nha, cũng bị người ta quấn sập tiệm thì sao? Đừng không, nói đó là cái nói chuyện tội nhân quả. Đến đây là tốt, anh nhớ không? À. Tức là bây giờ mình có, nó đến nó giết mình, à. Mình bắt buộc mình phải tự vệ, à. Mình giết nó. À. Nhưng mà cái nghĩ đó cái, đối với đạo Phật, thưa thầy, có tội không? Không đừng giết nó, ngồi đó cho nó giết mình vậy vẫn có tội, tại vì hãy giết người là có tội à. Bởi vì cái đạo Phật đã tin sâu vào nhân quả ba đời đó, nhân quả ba đời đó tương quan tương duyên nhau là có tội. Nhưng mà chỉ có ba đời thôi phải không thầy? Không, ý đó là nó tại vì không thì phải nói cái nhân quả đó nó di truyền ba đời rồi, hơn nhiều cấp đời hơn, nhưng mà tại vì mình đang nói cái thế gian đó thế gian nó ba đời là tại vì chữ thế gian cái chữ thế là thiên lưu chi nghĩa, chữ gian là giãn cách chi nghĩa, thành ra hai chữ thế gian là thiên lưu. Thiên lưu là nó lưu chuyển trong vòng ba cái điều đó là quá khứ hiện tại vị lai, cho nên nói hai chữ thế gian thôi nha, mà có khi định nghĩa cũng khó khăn á. Thành ra chữ thế gian đó là gồm có không gian và thời gian đó, vũ trụ á, thiên lưu chi nghĩa gì. Họ thấy là gì? Thế là thiên lưu. Mà gian là giãn cách, bởi gian đó là không gian, nó giãn cách, nó có cái giống như cái vuông góc của bốn hướng đông tây nam bắc kia đó. Thành ra bây giờ nói xây cho cùng, xây cho tận thì Đức Phật đã nói rồi. Nếu như mình không có nghiệp sát sanh thì không có sanh ra những cái đất nước chiến tranh. Bây giờ nói nó có đầu đâu phải đâu, nói nó có logic nhau. Chính nhà Nho họ cũng nói là nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, thập phương hà xứ khởi đao binh, gia gia xứ xứ đồng chung hưởng, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Nên là nếu như nhất thiết chúng sanh là tất cả chúng sanh là không có nghiệp giết á, vô sát nghiệp á, thì lo chi mười phương xứ xứ khởi đao binh, mà phương hà xứ khởi đao binh, gia gia nhà nhà đều chung hưởng, thiên hạ lo gì không thấy mình, do từ cái nghiệp sát mà ra hết, cộng nghiệp hết đó. Bây giờ thì bây giờ cái nhân loại này á, giờ nó cộng hết nè à.
cho tới một ngày là nó tận cùng, nó cộng cái nó bắn nó bùng tự nổ cái đùng cộng mình tu vậy thôi, thì tôi lặp lại lại. Mà có điều đó là tại vì đạo Phật đó, lúc nào lấy cái từ bi làm cảnh, không có cho sát như vậy, không có cho giết như vậy, nên thiệt tình khó quảng bá cho mấy dân chúng được. Tại nó họ bảo nó giết tôi như vậy mà giờ thầy lại không cho tôi nữa lại nữa thì vô lý quá. Nó đến nó giết cả nhà tôi đó, anh chưa biết đâu. Bởi vậy người ta ngộ cho nó hết á, tại ngộ chưa tới thôi, chứ ngộ cho nó hết á, trời đất ơi mày phải cảm ơn nó để nó giải thoát cho mày đi. Trời đất ơi, mày ơi, thôi mà tôi cảm ơn thôi. Nếu hiểu cho hết rồi đó. Ông nói anh là Phật không nói ông thôi à. Ông chửi cái làm thinh như gì tôi cảm ơn. Không, nó ngay, nó đi, cái gì? Nó đi nó lại đó là xin lỗi với ông đó cũng hiện tại thôi. Hà cớ tự nhiên là nó giết mình à. Nó phải có qua khúc gì đời nào, quá khứ nào chứ. Chứ mấy ai biết được quá khứ thầy. Người ta chỉ biết cái hiện tại bây giờ. Thầy xâm lăng con, thầy đến nhà con, thầy ăn cướp con, thầy dí xuống con, thầy lấy hết đồ của con. Trời ơi, con mà không phản kháng này mới là cái chuyện lạ đó. Nó giải thoát cho ông đó. Dạ, anh bỏ dưới giải thoát đi. Có người nào mà không ham sống đâu. Anh nói con kiến nó còn ham sống. Không, không, người bây giờ mà có xét lại cái nghiệp, cái nghiệp của chiến tranh là cũng là cái nghiệp của tam đồ đó. Cái nghiệp tam đồ thì bây giờ nó tận cùng rồi, mình cũng không nói được nữa. Thấy không, nó tận cùng bằng số rồi, tam đồ rồi. Chứ bây giờ ông nghĩ, suy nghĩ cái nghiệp khi chiến tranh ông thấy không? Tận cùng bằng số rồi thôi, giờ mình bàn cái bàn cũng vậy thôi, nó không đặt vấn đề. Cái này đấy là bé nhất rồi, con chỉ nói bé nhất thôi, còn bé nhì con chưa có chiếc nữa. Con còn cái bé nhì nữa. Là hồi xưa Phật Hoàng Trần Nhân Tông gọi mình nhé, đi đánh Chiêm Thành, đánh Campuchia. Đó, thì ngày đánh xong rồi đó, ngày về, ngày lại đắc đạo. Tại vì ở nhưng mà thì con hỏi đó, Phật Hoàng cũng đi giết người chứ, có giết vua mà. Ừ, anh mà trận lớn lắm mà chẳng đánh dập mấy châu mấy ức lớn lắm. Tôi nhớ là hai lần đã thắng Nguyên Mông. Vâng, cái đó đánh là giết biết bao nhiêu người thầy? Sự nhất đi hai lần đã thắng Nguyên Mông. Giết bao nhiêu người rồi anh biết không? Mà chưa có bộ vua nào mà hai lần đã thắng Nguyên Mông như Phật Hoàng và Nhân Tông. Mà lại mà lên làm Thái Thượng Hoàng rồi lên Đắc Đạo nữa. Anh nhận có biết không? Vì cái gì anh biết không? Tôi không biết thì vậy tôi mới hỏi. Vậy vậy. Tôi đừng có nói, ổng nói, tôi nói trước đi. Dạ. Tướng cướp mà hạ đầu đau thì được thành Phật không nhá. Trời ơi, chuyện đó. Hai ông bà tôi nghe, tôi đang thích hai ông bà nghe. Mà thầy nghe cái đúng không? Tức là ông tu nhất kiếp mà ngồi nhất thời thì ta ngộ đi, ta thành chứ sao đâu. Ồ, đế hả? Chứ sao? Tu nhất kiếp ngộ nhất cái thời ông đốn ngộ rồi chứ đó ông đốn ngộ đấy, ông đốn đó cho nên ông có thành Bồ Tát. Ủa? Chứ không thôi không, mới gọi là Phật Hoàng đó. Tuy nói vậy chứ không phải hả? Lý thì ngộ nhưng mà sự nãy tiệm từ nha. Ví dụ như Phật Hoàng á, tuy mình nói thôi chứ còn tới ngày mà Phật Hoàng đi tu thấy không, bao nhiêu cũng tần nghĩa nữ thác quan á, nhảy xuống suối suối quan á, chết ra là cũng là nghiệp đó nghe. Đã thay vì trong khi Phật Hoàng Đức Vua Trần mở cho hết các cô mỹ nữ về quê, có cho tiền cho vàng để về có chồng có con đàng hoàng chứ đâu có bắt buộc đâu, đâu có bắt buộc như thời ông vua Đường mà đi bao nhiêu năm thì được, đi phải chết theo được bao nhiêu năm thì phải vô công lộ tự đâu. Phật Hoàng mở cho đi về hết, nhưng mà mấy ngàn cung phi mỹ nữ đâu có chịu đi theo đăng nỉ Phật Hoàng, thương khóc nhảy xuống suối hết rồi, có suối Giải Quang đó rồi chưa đâu. Nếu nói là cái nghiệp rồi cuối cùng Phật Hoàng theo cũng sát sanh hệ mạng cũng đoạn số chứ, có 50 tuổi chứ nhiêu, 49-50 gì chứ đâu có sống dài đâu. Điều nữ có Phật Hoàng có 49-50 gì đó hà. Chứ là dù có đặt mà cái nghiệp thì vẫn giữ cái nào đấy. Được rồi, cái nghiệp vẫn trả. Cảm ơn mày nghe, đừng gọi nữa mày. Có nghĩa là đắc là an lòng với cái hiện tại, là mình trả cái nghiệp mà mình vui vẻ, mình đã thấy được đạo lý rồi. Nhưng mà cái nghiệp thì phải trả, cái nhân quả thì phải đeo mang, cho tới chừng nào trả xong thôi. Chỗ này là cái chỗ mà chấm. Vậy thì tới cái đời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông này, cái nghiệp này
biết nhiêu người chết vì ông. Cái nghiệp này là ông không tự tay giết. Nhưng mà ông rồi tôi có nói tại vì cái nghiệp cũng vì giang sơn nữa. Mà lúc đó ông chưa đi xuất gia, lúc đó chưa đi xuất gia, lúc đó được. Không, cái nghiệp là đến nay chứ. Dù thầy có xuất thì không xuất. Cái nhân vô tình trả quả vô tình, nhân hữu ý trả quả hữu ý. Rồi cái này ngài cố tình đi giết ạ. Không phải vô tình đâu nha. Lấn đất ta mà. Đi xâm lăng người ta mà thầy nói sao vậy? Cháu con đông quá làm sao? Ông nghĩ cháu con đông quá làm sao? Cái đó con cháu nó phụ gánh cho ông. Nó bây giờ gánh tới đời nay nè. Cái tới đời nay mới quế nó đầu thai nó lại đa phần dân quế đầu thai nó lại dân Kim Thành đầu thai thành mấy quế đập nẹt không nghe hả? Mà không thấy không mình nói phải tôi nói vậy là xin lỗi rồi không nghe tôi nghe tôi tưởng tôi chửi quế nghe nhưng mà thấy mấy quế các nào xài được bao nhiêu không xài được mà dân kinh thiệt á là mấy ông xài được á còn kêu là xài không được nó là dân Kim Thành đầu thai lại đó. Chơi trung trung tôi không có tung nó hết dân quế nghe tôi nói rõ ràng tôi mở quạt à dân quế mà xài được là dân kinh dân giao chỉ giao châu à còn mà dân mà nọt nẹt mà xài không được á là phản phúc là phản đồ là mất dạy là hơi lương là gan tàn là dân Kim Thành đầu thai không có sao ông thấy không. Mùa hè đỏ lửa thì cái gì tôi biết tích trệ nhưng mà nếu không có dân quế có đỏ lửa không? Nó làm nó mở cửa hết trơn hết trọi cho đỏ lửa chứ sao đó mở sao đỏ lửa. Nếu nó chặn ngang nó lấy đâu mà từ... Đỏ lửa từ... Không thấy chưa? Mình nhìn kỹ lại đó là mình biết mình không đó. Cho nên nhân quả con cháu phải ngày nay mới gánh chịu đó. Rồi cho tới kéo dài, cho tới miền Nam. Không thấy không? Bây giờ không nói gì xa dài. Đội là đinh lê lấy tràng thôi. Thấy không Linh Bồ Lĩnh không? Thông minh quá, thông minh hại. Cuối cùng cái là tự nhiên là lên làm vua thống lĩnh 12 sứ quân lên làm vua ngon lành rồi. Theo lẽ là giữ yên bờ cõi rồi. Không có nghĩa là không có cái đạn mà thù trong giặc ngoài cho nên tự nhiên cái cha con đấu thích cho trên nằm mộng cho thấy sao xẹt cái bồn đó. Cái đó là điều mình lên làm vua cái cha hùng vụ lên trên. Thấy không? Mà nhân quả tới gì? Rồi tới Lê Hoàng lên ngôi. Lê Hoàng lên coi thay giữ ao bờ cõi không cũng không muốn, cũng muốn là ta lên dòng cõi Lê là thống lĩnh đệ nhất thiên hạ phải không, xưng là Lê gì đó, Lê Hoàng hả, Lê không, Lê Đại Hành, không biết cái chữ Lê Đại Hành là không biết cái gì không, là cõi Lê là thay trời hành đạo đó, chữ Đại là thay đó, không phải là lớn hả, không chữ Đại được là thay không. Nó thấy không? Họ lên là hai tài hành đạo, hành đông thấy, đẻ ra hai thằng con lên đông đỉnh, lên đông Việt, thấy rõ ràng không? Chân quả không? Đừng có xưng cao quá, tôi nói vậy tôi không phải mình chơi các vị tiên đế, nhưng mà ý mình nói rõ ràng là những cái gương đi qua trong lịch sử rồi, tới đời Lý thì còn kéo dài được 7 đời, nhưng mai là kìm kẹp là Lý Công Vững là nhà là mà thiền sư dạy hạnh ông nuôi nấng từ nhỏ ông dạy dỗ kéo dài 7 đời tới đời Trần. Đời Trần sở dĩ là nhờ ông nội á, nếu tôi nói thẳng là cái phước đức mà đời Trần mà kéo dài được là nhờ ông nội, tôi thích đời ông nội hơn là đời vua Trần Thái Tông đó. Thật sự là mình nghĩ là một con người hết sức là hiền lương nhân đức, vua Trần Nhân Tông vậy chứ ông là thanh thông minh lanh lẹ nha. Ông thông minh hơn ông nội nhiều à, nhưng mà thật sự tôi thương, tôi quý vua Trần Thái Tông dữ lắm. Như vậy người ta nói như vậy, người ta bảo lịch sử Phật giáo Việt Nam luôn luôn song hành với lịch sử của dân tộc, có đúng không thầy? Đúng, tại vì cái cuộc thịnh suy dân tộc thì dường như nó có dính với Phật giáo Việt Nam hết, nó thăng trầm bao nhiêu trận hết, là tại vì nó dính là cái thời Phật giáo cổ á. Bởi vì ví dụ như đó thầy là mấy ông vua đó thôi, ông vua đó là nếu không có mấy ông thiền sư thì ai mà giữ bờ cõi để mà góp vô cái tinh thần. Ví dụ thầy Đinh Tiên Hoàng, nếu không có Khuôn Việt, không có Ngô Chân Lưu, ai đâu mà đi đuổi sứ. Mấy thiền sư ta giả làm người chèo đò, ta chỉ dùng một mái chèo của người ta thôi mà ta đuổi được sứ quân. Nhưng mà mấy vị thiền sư đó, Phật giáo đó thì cũng đồng ý là bị giết cái kẻ xâm lăng của mình chứ. Không có nói giết, các ngài đâu có giết. Các ngài nó dùng bằng cái trí tuệ. Bằng trí tuệ, nhưng mà cuối cùng mà đụng cái binh đao không phải giết chứ.
không, cái thời đó không không nhắc gì tới đó. Cái thời đó là chỉ cần cái trí tuệ để mà làm cho sứ quân sứ thần nó sợ thôi. Nó vậy nó tâu bên cái gọi nó cho là thiên triều đó. Mà lúc đó là chỉ có thấy không, nhờ mấy ông toàn là mấy ông đạo không hết chứ. Ngày Ngô Chân Lưu, ngày Khuôn Việt tội nghiệp chèo đò đội nón lá, chèo đò mà ở mưa ở nắng mà để mà làm cho sứ thần phải hàng phục mà. Như vậy thầy nói như vậy là hiện tại bây giờ, nói thời hiện tại bây giờ là Phật giáo Việt Nam huy hoàng cũng phải biết không? Nó huy hoàng nhưng mà bây giờ là cái hoa nó nở rồi. Giống như sáng nay cô với cô đi xin đó là thầy đi bảy tay thì qua nó nở nó tét tét hết, tôi nói thôi kệ tét cũng được chứ có bao giờ mà nó tồn tại đâu. Chứ nếu mà hai mấy tay này nè lên tham quan nào là nó đẹp rực rỡ, mà tới khi mà cái hoa nó nở rồi nó không còn màu nữa mà nó một màu trắng xóa, nó tôi nói thế cũng được thôi. Thì cuối cùng nó là màu trắng, màu thường trên cái màu tan tóc chứ gì. Chú kỹ đi, thầy sẽ thấy cái ảo ở trong cái bông đó đó. Bây giờ ở đây thầy không thấy hoa anh đào nó trùm màu trắng hết hoặc là màu hồng hết, trùm nguyên cây, thầy thấy nó đỏ nó hồng vậy đó. Thầy tưởng nó đẹp lắm hả? Không có. Xa nó đẹp chứ gần nó không có gì. Ông tới ông gần, ông tới gần tận cảnh, ông lấy cái máy thu hình chụp cái hình của cái hoa anh đào mà gần nhất á. Nó nở có 5 cánh, 4 cánh vậy đó. Có một bông có chút xíu cỡ ngón tay vậy đó, 4-5 cánh hết rồi. Vậy đó mà nó lên một chùm nguyên cái cây, cái tự nhiên thấy nó bự nó đẹp vậy chứ thực sự nó không đẹp, nó trống lóc thôi, nó thô thiển gì đâu á. Nó thô thiển lắm nhưng mà nó chùm lên nó đẹp. Thì bởi mới gọi là kết mang á. Kết mang là cái nó nhiều cái hoa nó kết đó, lại. Nó dính tới cái đạo Phật này nó ngộ nghĩnh lắm. Bây giờ nói tới đạo Phật thì phải nói tới nó vượt lên trên cái Ấn Độ thì mới gọi là đạo Phật. Chứ cần đạo Phật chỉ có gói gọn trong phạm vi Ấn Độ thôi đó thì chưa phải. Phật phải nói trên phạm vi của cái đất nước Ấn Độ mới được. Tại vì nó là chân lý thì nó vượt lên trên nó tất cả rồi. Nó không còn nhất thiết phải ở trong cái quốc gia này nữa. Nó vậy. Khởi thủy đó. Thì khởi thủy thì ai cũng vậy. Ai cũng khởi vậy đó. Con người cũng phải đẻ ra từ cái bên hông này, thay vì đẻ ra cái chỗ kia thì bây giờ đẻ ra bên hông thì cũng là khởi thủy, nhưng mà từ khởi thủy này cái nó đẻ ra nó thành một cái đi đến một cái gọi là chân lý thì nó phải vượt lên trên tất cả các quốc gia thì nó chân lý. Thật sự á, nếu nói về chính trị thì đạo Phật là đạo đại chính trị, nếu nói về kinh tế thì đạo Phật là đạo kinh tế, nếu nói về toán học thì đạo Phật là đạo toán học, nó hay cái chỗ đó đó. Nếu nói chính trị thì đạo Phật là đại chính trị, bởi vì lý do như chú Ba vừa nói đó, nó không gò bó được đó mà nó siêu đẳng, nó vượt siêu đẳng. Nhưng mà thật chắc nếu bây giờ tôi là người đạo Phật, tôi có quyền tôi nói thế này là thật chắc cái đạo Phật, nếu nói về cái nhìn về mặt chính trị thì đạo Phật là chính trị, là tại vì cũng có những bàn tay lông lá trong đó sắp xếp. Thì đó là ảnh hưởng cục bộ thôi thầy ơi, ảnh hưởng cục bộ của từng quốc gia một thôi. Chứ còn chân lý không có cái vụ đó. Trời ơi, nói vậy đâu không có. Thì nếu nói về chính trị tôi nói là nó có bàn tay, ví dụ như bàn tay lông lá nè, nội mà một cả 1-2 ngàn năm nay mà cái bàn tay lông lá nó sắp xếp là đạo Phật đại thừa là phải có Phật Di Đà ở phương Tây, thấy không, mà tới ngày nay xóa đâu có được. Mà kể cả hòa thượng Thích Tế Tịnh á, ông là hồi đó là ông giỏi danh tăng đó, mà ông còn quất câu trước khi ông chết. Nếu ai nói Phật Di Đà không có, nó là không phải kinh Di Đà mà Phật nói ra, thì đó là người đó cái nghiệp đồng với ma đó. Ông nội nói vậy là mấy ông trẻ tụi tôi sao dám cãi. Tình dữ lắm luôn. Tụi tôi bây giờ gọi là thật sự là học không đầy cái lá mít. Hòa thượng rồi dịch bao nhiêu tàn kinh cá tôi dám cãi không? Thế nên cái đó mà nó nghiêm chết người ta không? Không cãi, nhưng mà thưa thầy, thí dụ thầy chứ theo kinh pháp cú thầy nói nguyên bản cái bài điểm đâu ông nào nói gì thầy đâu. Tại theo kinh pháp cú thôi, đơn giản như vậy thôi. Thầy theo cái kinh đó thôi. Cho đó là tiểu thừa á. Tiểu thừa đại thừa nhưng có hết mà. Thầy bảo con kinh pháp tiểu thừa đại thừa có hết. Mình có nghĩa là mình có cái chất đại thừa cho nên mình nói hồi nó cũng vô đại thừa, chứ thật sự nó riêng biệt đàng hoàng chứ đâu có là ấy đâu. Tại vì mình nó muốn dung hòa, nghĩa là cái tư tưởng mình là tư tưởng đại thừa thì từ tiểu nó thành đại.
từ nhỏ nó thành lớn, ví dụ như kinh bài kinh tứ niệm xứ, cái nhìn đại thừa thì tứ niệm xứ đó là thuộc đại thừa, nhưng mà thật chất của nó là tiểu thừa, ví dụ vậy. Nên là quán thai bất tịnh, ai không biết anh cần gì quán. Nếu nói về đại thừa, ai biết nó bất tịnh, ai biết nó vô ngã, ai biết nó vô thừa quán kia nữa, rõ ràng thấy tỏ rõ đâu cần gì quán. Nhưng mà trong khi tiểu thừa thì họ còn học quán chết cha luôn, họ quán ngàn năm này tới ngàn năm khác mà nó không ai đắc đạo hết thừa, còn đại thừa đâu cần quán, đúng không? Đó, cho nên cái nhìn về đại thừa thì cái chữ quán này đó là nhìn tỏ rõ chứ không cần ngồi nữa mà liên duyên mà hít ra thở vào rồi phải đi ra nghĩa địa rồi kia nở thấy rõ ràng vậy đây nè, bụng bự rồi bất tịnh đây nè, đâu này dưới toàn là bất tịnh thì không rồi, thấy không, càng gì quán nữa thấy rõ ràng vậy thôi, đây nè tóc bạc nè da nhăn nè đó thấy rõ ràng bất tịnh hết ra rồi vô ngã hết nữa rồi càng gì quán. Trong khi mà ngồi mà quán hết ngàn năm là trăm năm này tới trăm năm khác, hết thế hệ rồi tới thế hệ khác, không ai đắc đạo. Làm sao thầy phải có trách nhiệm với quán được chứ, không phải không có trách nhiệm sao quán. Thầy ít ra sẽ có trách nhiệm, lúc nào thì có trách nhiệm với quán được thôi. Ông nội ơi, trong tâm thức của chúng sanh nó đều có đủ thứ hết trơn á. Con gà, cuộn cái chân rồi, để cái dĩa thêm mấy hộp nếp rồi, con dao cái chén cắt cổ nằm đó rồi. Vậy mà thấy gà trống đi ra nó còn đập cánh nó gái tụi ta con cá câu á nó ăn giật cái sức mép rồi, vậy bạn hồi cần tiếp biết mồi lại ăn lần thứ hai cho nó mới bị chết, thấy không? Trong tâm chúng sanh này, trong tư tưởng con người nó có bốn loại chúng sanh là nhỏ thai thấp quá, chưa kể cả hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, phi vô tưởng phi vô tưởng, nói vậy thôi. Chứ có một cái, bây giờ nói xin lỗi tuổi già mấy ông nè, mình trị cái gì được, chứ mà trị cái tư tưởng khó lắm. Xin lỗi, có nhiều người nói là cả đời không đụng tới đàn bà, có câu chuyện gì đó, có câu chuyện gì mà nói cả đời không đụng tới đàn bà đó. Mà tới giờ sắp chết rồi đó, là phải có người đàn bà bên cạnh để cho ông rợn cái mới chết được hay sao? Trả thù dân tộc. Mấy chục năm không có đụng tới. Mấy năm không đụng mà tới giờ gần chết rồi á. Phải có người đàn bà tới cho ông rời cái mới chết được sao? Có nhiều cái nó vậy đó, ông nói cái tư tưởng này nó ghê lắm. Nó từng sát na sanh diệt trong cái não bộ này nè, chứ không phải chuyện dễ dàng đâu. Ông thầy ông vừa nói câu này không có lý lắm. Ông bảo trong giới văn nhà Phật có 5 điều giới chanh ấy chị. Một cái điều vọng ngữ không á, có thể làm tất cả hòa bình. Có điều vọng ngữ, cấm vọng ngữ cái gì, có thể làm cho hòa bình. Anh đừng nói lời bậy, anh đừng nói lời thầm bậy thầm bạc. À, là tất cả xung quanh đều hòa bình. Anh không hại người ta, tôi nói bậy với anh, tôi không lo, anh không bị lừa gạt. Thì làm gì có chiến tranh. Có mỗi cái điều vọng ngữ thôi mà, ông giải cho anh như vậy. Ngày xưa đó, 40 năm trước à, có tôi đã từng vọng ngữ kiểu đó, mà không phải để cho người ta đừng có tự giận. Thế nên là ông này nói cũng tôi vọng ngữ để cho người ta đừng có tự giận á, tại vì người ta tin mình đó. Ta chờ hoài. Kéo thầy ra ông ra nhảy xong rồi mà không nhảy, không nhảy. Ông cầm kim cương, ông lướt cái phía này, ông thấy nó là màu xanh. Bây giờ trong năm giới này nè, tôi tâm đắc giới nào tôi đấy, nếu giữ đúng giới đó thôi là hòa bình nè. Ví dụ giờ cái người mà nó xin lỗi chứ không có tài giam. Thì tao thấy mà là gia đình tao hạnh phúc thì tụi bay ráng đi giữ đúng giới đó thôi, thấy đàn bà được có liếc là đã thấy gái được có thèm mà kia nọ là hòa bình nè. Sự thật cũng cứ sao, tại vì ông bị ông hồi chiến tranh ông bị bắn lụng rồi, bắn rớt mất mẹ rồi. Không, ông bị bắn lúc đó chiếc ra sao mà nó bị bắn ngay chỗ đó, nó rớt mất mẹ rồi, thì bây giờ không có chỗ đó, đâu có cần nữa đâu. Rồi cái người mà không trộm cắp, bởi vì cái tại vì ổng với ông giàu có con cải sẵn rồi, mà thường người ta hay cắp giặt ngộ, ông ghét nó vợ đấy, ước mong tụi bay giữ giới đừng trộm cắp luôn vào mình à, cái nào cũng đỡ nói được hết trơn á. Có giọng ngữ, tại vì cho thầy này đó là đây là cái thằng chùa chiên môn đó láo, cho nên đã biết là nó láo. Tai hại mà kiểu. Rồi bây giờ tôi có thể nói lại, nếu cái người nào vọng ngữ đúng pháp là hòa bình. Nhưng mà nó vọng ngữ đúng pháp là hòa bình.
xưa đâu biết cái bóng đỡ phi pháp mới là không hòa bình. Hồi xưa đâu biết thì cả nhà tự giận, có người nằm giống người ngồi ghế âu sầu và tam thầu và chắc chuẩn bị chỉ cái thuốc chuột hay là nhảy xong gì kia. Tôi nghe vậy tôi vô tôi hỏi tâm tình cái tôi hứa mà tôi đâu làm. Ôi con mẹ ấy, tôi hẹn anh nói hẳn anh hứa mày không làm ấy hả? Tôi trong bụng tôi nói tiền tôi, mà tôi nói tiền. Tôi nói với người ta là nghiệp thầy. Tôi nói người ta nghiệp hả? Không ăn nghiệp. Người ta nói người ta cần 50 triệu mà mấy chục năm trước nó buồn bướm á. Ok, để tôi về tôi xử lý cho. Tôi làm chứ. Tôi gửi chứ. Tôi đi về Sài Gòn. Tôi hẹn mai. cái cơn giận để mà tự giận của họ nó qua mất mẹ 4-5 ngày rồi cái hậu huệ họ không nghĩ tới chuyện giận nữa, cái người khác đưa mối tới họ lại bắt đầu làm lại cho tới bây giờ nó giàu nhất gì ở lại ở đây nhất gì cho nên á thì vậy mà nhớ cái Phật pháp á hiểu cho cùng có coi là Phật pháp bất định pháp cái gì cũng được. Cái gì cũng được nó bất định, nó có cố định một cái gì hết đó, nó tùy theo gọi là năng khuôn năng duyên của khúc tùy hình hả, mà nó cái bầu nó tròn. Hồi xưa học có câu là vô tròn thì nó tròn mà vuông thì nó vuông á gì đó. Nhưng mà thầy nói kiểu như vậy thì chính là nó đến nhà con nó xâm lăng thì con giết nó là đúng rồi còn gì nữa, tại đây còn bất định pháp đâu còn gì nữa. Cái đó thì nó lại khác, cái chuyện tục gia tôi nói cái này nó còn liên hệ tới nhân quả quán thù với đời, còn mình nói về cái kệ đó. Nhưng mà thầy nói bất định như vậy thì thầy ơi là thầy cái đó là cái trùng rồi. Cái trùng nó lớn quá, nó tầm nó ở cái vị thế của quốc gia rồi chứ không phải cá nhân của từng người, vẫn là xử lý theo cái kiểu giống như anh nói là nếu như ông mất ông vô phước, ông ở một cái đất nước mà nó muốn lộ binh đi đâu nó giết ai nó giết, nó muốn làm trận làm thượng thì nó làm đó, cái đó là mất phước của một dân tộc. Còn bây giờ ví dụ ông có phước, ông đang ở cái đất quỷ này nè, cái gì nó có lực pháp đố ai mà giờ cái hàng rào tôi thôi thì nó lại khác phải không đó. Thầy ông nói theo cái kiểu đó đó nha, thì là ông nói tới cái đạo đức hay là Phật học mà nói. Còn bây giờ tôi lý luận với anh nha, cái ngày đó năm đó tự nhiên tôi hứng khởi tôi đi qua bên Nhật Bản tôi chơi đi du lịch chơi thôi, ông cố nội nó nhà cái trận bạc cái bão Katrina nó vô cái nó hốt sạch cái thành phố tôi đi theo, nó hốt luôn tôi mà nó đâu chừa tôi đâu, hốt luôn tôi. Đó là cộng nghiệp á đó, bao nhiêu triệu người cộng nghiệp chứ không phải một người nha, không phải một người nha, tự nhiên ở đâu tự nhiên tới đó chơi thấy nó là hy hữu nhưng mà vẫn có xảy ra nhưng mà đạo Phật anh nói, đạo Phật nói là ok anh tự lo cái bản thân anh, tự trả cái nghiệp của anh đứng trên đôi chân của anh. Đúng rồi nhưng mà nếu mà anh nhào vô cái cộng nghiệp lớn như vậy thì anh chịu luôn. Thì ông nói cộng nghiệp nè, đâu có biết hồi đó hồi năm nắm rồi đâu, mấy chục đời trước tôi bị cái vụ gì đó hay là cả mấy triệu người. Bây giờ đơn giản ngày 1/9 nè, ông nghĩ là có những người tới giờ đó tôi nói tôi có con đệ tử đó tới giờ ra máy bay rồi đang chuẩn bị ra đi cái chuyến đó đó mà khiến sao mà tự nhiên vừa bước cái xe cái là nó đau quằn quại, nó đau không thể cái nó sổ không thể lên xe ngồi được. Thầy á hả? Không, tôi mà tôi được vậy là tôi vinh danh cả thế giới rồi. Thầy đó vậy đó, cái cô Phật tử đó à. Tới giờ là đi ra cái chuyến bay mà nó 11/9 á. Mà con nói tới giờ đó là thầy con nó khiến sao mà nó đau quằn quại, nó đau mà không kìm được, mà không có ăn cái gì nữa mà đau vậy đó. Đó, biệt nghiệp đó. Đó, biệt nghiệp đó. Nó bị lại cái bị. Rồi cái phải... Không, bên mới đi được phát đi chứ. Phải học chết. Ông chết, ông chết rồi. Đi cái bay bay lên tòa nhà đó. Đó, cái biệt nghiệp đó. Đó. Nó cũng đau quằn quại, đau. Đó, biệt nghiệp đó cha. Thì cái đó là biệt. Biệt nghiệp của nó là mình có thể mình tu lại mình có được cái biệt nghiệp đó. Nó không có cộng nghiệp đó, cái nghiệp này. Không có đó, nó biệt chứ không phải cộng. Còn cộng là tự nhiên đâu chứ. Tự nhiên ông ở đâu ở Mỹ mà bữa ông cũng chạy qua bên Nhật Bản. À, qua Nhật Bản cứ để cho nó hốt ra cho biệt. Nghiệp. Đúng rồi, cũng tôi mà biết trước vậy tôi đâu có cộng chi. Không, cũng là thành biệt nghiệp đó, cái số anh tới này. Thì ai bởi vậy? Mà đó là một khi mà nó tới rồi đó thì Đức Phật quay thành.
thằng không nhớ nhớ chứ thông rồi. Đó, nó quay đó, đây, đeo, 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 đeo. Tới rồi, đó, quay trở lại, quay trở lại âm dương đồng nhất lý hay là cái gì, trái đất thủy quả thổ diễn vết. Rõ ràng rằng là anh đang suy nghĩ tới cái chuyện anh bị cộng nghiệp. À, cộng nghiệp nói theo đạo thì là cộng nghiệp, phải không nè. Nhưng mà nói theo cái kiểu nào đó thì nói, thì tao biết như vậy, tao biết như vậy thì tao đừng có đi. Có nghĩa là anh tin vào cái mà nó sẽ hành anh đó, nó sẽ hành anh đó. Do cái gì? Do cái nhân sinh, do cái vũ trụ quan, do cái kim mộc thủy hỏa thổ gì nó mới đi đến cái giai đoạn. Cái việc nó đơn giản vậy thôi, nó đơn giản vậy thôi. Thí dụ như hồi đó tôi về chùa Giác Hoa, ông ba nhớ không? Thật sự ra đó là tôi suy nghĩ là mình giống như là mình chấp nhận đường tu hành của mình đó là yêu cầu giống như Đức Phật nước gì nguyên tóc cho nó sạch thì thôi. Yêu cầu nó thậm chí không có internet, thậm chí không có nước tắm nhớ không? Mà ý lúc đó ông ba cứ khen mày nó trời ông thầy này được rồi, ông thầy này coi như ông chấp nhận như là họ ông hỏi tôi thử tôi hoài kêu là tôi nói không sao, giặt đồ tôi giặt tôi phơi chứ người ở quê đúng không, chứ tôi đâu có ai đem đồ tôi giặt đâu. Có nghĩa là tôi chấp nhận, tôi cộng nghiệp tới đây là thôi, tôi cộng nghiệp thầy trò huynh đệ cùng ôm nhau mà sống mà tu, để chấp nhận mình phải quán chiếu lấy Đức Phật làm một vị tổ, một vị thế tôn để mà mình xả bỏ hết những cái cộng với nhau vậy, nhưng mà rốt cuộc người đâu cộng được đâu. Muốn cộng mà cộng không cộng cũng không được, không cho cộng, cái này không có cho cộng, không cho cộng theo. Chứ lúc đó thiệt sự là nếu như tôi mà cái tấm lòng của tôi đó mà có ý gì mà về chùa Giác Hoa mà ăn ở thất gia gán với cái thầy Tâm Hoàng, hay là khi dễ thầy Tâm Hoàng, hay là được kia, là tôi nói thiệt á, trời đánh phanh thay tôi đi. Không, tôi giờ tôi thương ông lắm, tôi hết lòng, tôi coi như là coi cho thầy như anh vậy đó. Ăn không dám ăn, đồ ngon để cho thầy ăn. Mình nói xin lỗi, giờ quay tôi kể nghe. Cái gì cũng lo. Nhưng mà thấy không, cái người mà nó không, rồi nhưng mà ông ăn mà ông đâu có vẻ một chút gì ông thương mình đâu. Ví dụ vậy đó, còn mà có người á, nó chửi mắng mỏ trên đầu á, mà mình đi lo cho nó. Thế trên đời nó có những cái gì, chúng ba thấy công nhận không? Đây, cái đó của ông Hoài ấy, đây là cái nợ. Thầy có những cái nợ thầy phải trả, có vậy thôi. Chứ không có gì cả, bình thường thôi. Nói theo kiểu nào đó thì theo tôi nghĩ mình phải nên duy trì cái suy nghĩ gọi là trung dung thôi. Chứ anh tả quân qua cũng được, hữu quân qua cũng được, anh nói tuyệt đối quá cũng không được. Biết sao nói cho nó đúng, anh sao cho nó vừa phải thôi. Người thì bảo là bị vậy là do cộng nghiệp, người thì bảo là do tôi trả nghiệp, người thì nói là không phải như thế này. Thế bây giờ tóm lại là làm sao để cho nó trùng dùng nhất là anh nợ là đúng nhất, cái nghiệp phải trả là anh thoải mái nhất. Nếu mà anh nợ anh đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó nữa thì anh lại càng thanh nhàn hơn nữa. Tôi bây giờ tôi nói thì đây, nhưng mà bây giờ anh nghĩ tức học máu ra được cái chứ. Bây giờ thôi đó bây giờ tốt, theo bây giờ theo là bằng ngày tốt hết. Tôi nhìn thấy thầy Tâm Hoàng là người ơn của tôi. Bây giờ này còn cao, càng lên cao, một bậc rồi đó đó. Thầy mà nghĩ được như vậy thì cao lắm rồi. Nếu mình nhìn thấy vậy đó, đi. Cao lắm rồi, cao lắm. Không còn... có người ơn đó làm sao tôi có cơ đồ, tôi có vậy. Không, thầy nghĩ vậy là cao lắm rồi thầy ơi, thầy nghĩ vậy là cao lên một bậc rồi đó. Thầy cứ nghĩ vậy thì là đúng. Bởi vì sao? Đừng nói là do vậy mà thầy có cơ đồ, không phải. Không biết đó, cho nên tôi nói thiệt ông á. Ông có biết là có những lúc tôi nói thật á. Tôi tới giờ này tôi vẫn còn nói thầy Tâm Hoàng, tôi vẫn trong đầu tôi nghĩ là ổng với con lựu đạn đó nó không có phạm giới. Tôi nghĩ là đó là tại vì cái nghiệp của hai người làm cho người ta nghi ngờ thôi, chứ tôi còn nghĩ rằng nó cũng tè bè tét bét thì nó cũng không lấy thầy chùa làm gì, mà ông nội này thì cũng lấy làm gì. Tôi tới giờ này tôi còn nghĩ vậy đó, là ổng với lựu đạn không có chuyện gì hết trơn á. Đặt cái lựu đạn đi, đừng nói tên đó, nó thưa mình chẳng qua đó cái nghiệp của hai người. Nếu như ổng trong sạch á, tôi nghĩ như vậy đó. Nếu như thầy mà không có vụ đó, tôi hy vọng có một ngày đó, bây giờ tôi lại cái người trong sạch. Còn cái cá nhân ổng cái chuyện gì, cái chuyện ấy, nhưng mà cái giới gì, giới dâm á, không có đó, là trong sạch rồi. Còn cái chuyện cá nhân và tiền bạc là mấy cái chuyện lặt vặt. Ví dụ tiền bạc hay là ham hố, thì cái chuyện này kia là cái chuyện rùi, chuyện lặt vặt. Tôi sẵn sàng y áo tôi lại đúng như pháp. Tôi nói thật, tôi còn hy vọng cái ngày như vậy đó. Để cài thầy lên bậc cái đó, thầy lên cao lên bậc rồi. Chẳng qua đó, là tôi dạy, bây giờ tôi dạy kia nè. Mình đang ngồi quay rồi, cái mấy bà
có bằng chứng người ta nói thì ta mình nghe mình hơi buồn một chút. Đã theo thầy là người lớn thì thôi, bây giờ mình đã ra đi rồi thì thôi, giờ hỏi là thôi, rồi thầy về có chỗ nơi yên thân thầy rồi thôi, biết Phật tử có học đạo được thì học vậy thôi. Không, đằng này gánh tiền chi cho nên tôi lấy cái tâm chúng sinh mà tôi độ lượng tâm chúng sinh thì tôi dặn. Nhưng mà nếu tôi lấy tâm Phật mà độ lượng tâm chúng sinh thì tôi cảm ơn thầy vô cùng. Dạ, đó. Bây giờ tôi nói thành thật thật. Con trạng thầy chỉ tội nghiệp với tôi anh lại còn lên một bậc nữa. Con trạng thầy chỉ tội nghiệp ông thôi. Ông biết, nhiều khi tôi nói thiệt ông, nhiều khi tôi muốn chiều chiều tôi nói thiệt á. Nói chứ tôi đau, ruột nát cái bộ tôi nói là tại sao người tôi với nhau mà mình không ngồi lại với nhau. Đau lòng lắm chứ ông tưởng ha, ví dụ như các cái chùa đây nè. Tôi hỏi ông nội mấy thằng đầu trọc với nhau kia nè. Mà không thằng nào ưa thằng nào thì dạy cái gì cho Phật tử. Đó. Thấy không? Nói nội mấy đầu trọc đây mà tính ra đó, mấy đầu trọc đây thì dường như chỉ có thầy Tông Hoàng là lớn tôi đạo thôi. Đó. Mình đâu có dùng này á. Bạn học nhưng mà đạo thì có phải ông nhỏ hơn tôi, có ông nhỏ hơn tôi. Nhưng mà sao không ưa nhau? Thì mình thấy vậy mình đau lòng cho đạo chứ mình vui vẻ gì không? Mình vui vẻ gì không ba? Đã. Mà đâu để bữa nào thầy thử coi. Con nghĩ là ông thầy Hoàng ổng không có ổng cùng lắm là ổng như Lưu Bị cho ông đi ba lần thì tôi cũng cười, chứ không lẽ tôi đi ông tôi bắt ông đi hoài. Không, không phải. Nhưng mà chưa tới cái duyên là cái người trí thức như vậy. Không, nhưng mà ít ra thầy nghĩ được như vậy. Tôi nói cho anh nghe nó cao cấp sẽ đến. Tại vì thì không có chuyện anh nó thấy sao. Tác ý, nhưng mà ít ra hiện tại bây giờ thầy cấp lên cấp cao. Dạ, đó, không còn giận, không còn tội nghiệp nữa. Mà thầy thấy cảm ơn được thầy. Tôi nói thật lỗi nè. Tôi nói có bánh ngon muốn nghĩ tới ông. À đúng rồi, tôi nói thiệt. Chưa, tại sao cái gì ngon mình để cho thầy tại sao giờ mình tự tâm muốn nghĩ tới ông thầy Hoàng. Không, tôi nói thật lòng tôi mà tôi không nghĩ đó, tôi phải là con người á luôn cả ông Đạo Quang cũng vậy nữa. Ông là tôi nói ôi tại xin lỗi ông, tại sao một ông hòa thượng năm nay ngoài 90 đáng tuổi ông có mình chứ không nội mình nữa, mà tại sao mình không cúc cung mình đảnh lễ ông, tại sao mình không thấy những cái điều tốt, bởi vì tôi chưa thấy được điều tốt thôi. Nhưng mà tôi cứ nhớ mấy cái mình là cái gài hôm qua ông bắt đệ tử ông đi mua vi xà cho mình ăn, vừa ăn xong đã đích đi chưa đầy 15 phút là ông quất mình, thì cho nên cái điều tốt nó nhỏ hơn cái điều không tốt, phải không? Chứ là nếu thật sự bây giờ thầy cứ nghĩ vậy nè, ông lấy giơ cây cuốc, ông cuốc cái gốc của cái cây cỏ, ông tưởng là chóc cái gốc chuối rồi ai vậy, gốc chuối nó còn nó mọc lên trở lại thôi. Ví dụ như thầy cũng nên cảm ơn nữa. Nhưng tôi nói nè, nhờ thầy như không. Nhờ thầy đó như vậy thầy mới lưu lạc mới được 8 năm luân lạc. Ôi giời hơn là Thúy Kiều nữa. Không, bữa nay phải cảm nói ơn là, bữa nay phải nói là ông mà tác ý kiểu này đó nghe là cao cấp lắm rồi đó, là sẽ có đã sẽ có ngày thử rồi đó. Không, thật sự ra tôi mới suy nghĩ đó. Thí dụ như tôi tại vì lúc nào cũng nghe lời Đức Phật dạy là mình tự bi, mình nắng. Thí dụ giờ là tôi nói xin lỗi nha. Tôi nói tại sao ông đang tôi thương ông đang mà mình không thương ba, ví dụ vậy. Tôi nói có nhiều khi thí dụ tôi đối xử diễn viên lúc nào của ông đang đặc biệt hơn. Đúng rồi, từ 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 tôi mới nói không được, ai cũng là con người. Nó bắt đầu tôi giờ như vậy mà cái tâm tôi nó nhẹ ra, thấy không? Chứ mà ngồi đó mà phân biệt nhức đầu thì không làm gì. Ông này không già đâu. Nhưng mà ý gì mà chết rồi gì, nó gần chết rồi gì mà ông nghĩ nó gần chết rồi gì. Nhiều anh tàn nhẫn lắm mà anh nên có tác ý như vậy, tội nghiệp tôi lắm anh. Thầy ổng thương anh ấy, tôi lại đè đi, ông ấy chết tôi, chết tôi. Mình phải thấy cái tốt của người ta. Ví dụ như hồi đó tôi qua Mỹ là tôi đụng độ nhất đầu tiên là ông Hòa Thượng Tín Nghĩa. Nhưng mà tại sao bây giờ tôi gặp ổng đâu là tôi lại đó. Không phải lại ông ấy chức chủ tịch giáo hội, ông kêu tôi về cái giáo hội ông tôi không về, mà đâu phải làm gì chủ tịch. Nhưng mà sao nè, ông gặp đệ tử tôi nói trời ơi thầy con thật sự là một con người rất đáng trân trọng với con, nhưng mà có cái thầy chửi quá đi tới sư ông mà còn ngán cái con. Ví dụ nó nghe nói gì cái mình nghe mình rất lệ liền à. Sau này á mỗi lần tôi gọi cái á là một thằng bắt máy liền nha, tới giờ này cũng như vậy. Phải không sợ sư ông mình sợ đến đây rồi được anh nuôi gì rồi cái ông mà bữa nay ông nói vậy tôi tâm đắc lẽ hả? Ý là vậy tức từ là từ không phải cái đầu tôi đó. Lỡ tôi nói tới với tội nghiệp đây tuy là cái miệng tôi á là nói hùng hồn vậy đó, nhưng mà sau đó sau lưng sau cái óc tôi nè là luôn luôn lúc nào tôi cũng muốn là nó trầm lặng hết đó.
Bởi vì... sáng này tôi tới, cô xin lỗi thầy, sáng này tôi tới đây trời còn âm u lắm. Tôi gõ cửa rồi tôi đi ra làm sao, ổng còn đang pha làm bánh làm chày. Tôi nói trời âm u này á, tôi mới nhắc ổng liền. Trời âm u này, phải chi thầy với thầy Hoàng đừng có vấn đề gì. Huynh đệ qua lại ngồi nhau, ăn cái bánh uống trà, hay biết mấy. Quá. Nè, sáng nay tôi mới nói không? Không? Mới nói chuyện với ổng nè. Trời ơi, mà được vậy nữa ngang cả cái vùng này nó trời ơi, nó quay xuống đây này. Hả? Quỳ xuống đất này. Chứ sao? Anh hiểu không? Cái chỗ đó anh có biết không? Cao cả quá. Không phải nói chứ bây giờ vậy nè, thôi bây giờ cái gì đã qua rồi thì giống như là cái nạn. Bây giờ nếu như á, bởi hồi xưa tôi đã làm việc với thầy tôi rồi, thầy mà thầy chỉ tôi đó, không biết thù còn hơn vậy nữa. Nhưng mà một cái ngày đó nha, tôi nói rất nước mắt là thằng Hòa Thượng kia chứ mấy bộ sư sư tôi. Một ngày đó tôi quyết đi một mình tôi. Tôi nói không được. Bây giờ 3 năm rồi. Mà thù mà hồi đó Hòa Thượng nghĩ ở dưới chế độ Việt Nam mà không dám đi, ông nghe người ta nói thọt ông á, ông dự chuyện ông báo với an ninh tỉnh á, là ông thầy tài ông dạy ông chửi ông Bác Hồ, chửi đảng nhà nước. Ông nghĩ ông nói vậy, ông nghĩ tôi sống nổi không? Ông nghĩ tôi sống nổi không? Không thù sao được hại, gọi là tôi cho là tới tận cùng. Nhưng mà cuối cùng tôi không chết. Cuối cùng mấy ông nhà nước mới cho mấy bà đảng viên rồi vô quy tôi hết, đã theo dõi tôi cuối cùng. Mà tại vì tôi không có ý đó nhà tôi nghĩ. Nghĩ là mấy năm tôi cảm ơn Hòa Thượng, lúc đó Thượng Tọa chứ. Mà tại sao mình không nhìn thấy cái hình ảnh đẹp. Trưa đêm trưa bữa đó tôi tự động tôi đi một mình, không nói ai mà không thay, không nói ai mà cái tư tưởng tôi thay đổi trên trên đài này á. Hồi đó tôi có lời thề rồi đó, lời thề mặt trời cái xanh hai mặt mà cái chuyển đổi ban ngày là ban đêm là mà mặt trăng, ban đêm là mặt trời, tôi cũng không thay đổi. Tôi thề vậy bởi vì tôi thành công mà. Lúc đó thầy thành công rồi đấy. Thành công rồi chứ phải, nhưng mà tôi thất bại thì tôi phải lệ thua. Gọi là đỉnh cao trí tuệ đấy. Không phải thành công là cái gì là hại tôi bao nhiêu thì tôi đi lên không à? À thế rồi. Nhưng mà tôi nghĩ không được. Cái này mình được tự đắc. Cái này là cái phước hữu lậu thôi. Cảm ơn thầy. Mà bây giờ cái đức của con người nó mới là cái phước vô lậu. Trước hôm đó tôi ngồi tôi suy nghĩ vậy, tôi xách xe tôi đi mình tôi lên. Lúc đó thầy còn trẻ lắm hả? Thì mới có 31 tuổi à. Mới 31 tuổi mà thầy nghĩ được như vậy rồi đó hả? Tại cái đầu này làm việc từ nhỏ mà không? Đó thế là khá lắm chứ, 31 tuổi tôi có, anh biết là cái con người nó còn trẻ đó, huyết khí nó phương cương lắm, mình là nhất. Hay em mua quanh lên từ ngoài thượng thượng tọa, ông đang ngồi ông bắt buồn chát cho chó đâu, đùa mấy chó mà ông thì thấy ra cái ông làm sao ông đứng về, ông tưởng đâu tôi lên quậy đúng không, ông tưởng lên quậy xong cái ông hắn hồn ông ngồi cái nói bà thầy con tỉnh này ngồi con thưa chuyện ông chuyện gì. Tôi mới nói là thầy con nay giữa trưa nay ngày lành tháng tốt vậy đó. Giờ lên con với thứ nhất là cái thầy thương con là thứ nhất là tình thầy trò, thứ hai là tình tăng lữ. Nếu thầy không con được thầy trò thì con tăng. Thì bây giờ con thưa thầy 3 năm qua đó, cả thầy lẫn con đều lỗ hết đó. Lỗ là tại mình là người tu, mình là xả cái ngã và mình làm mấy gương cái Phật tử. Mà trong khi mình cứ hơn thua nhau vậy thì Phật tử nó nương vào đâu? Rồi bây giờ Phật tử đi tới chùa thầy họ cũng khổ, mà họ xuống con họ cũng khổ, rồi cứ nói qua nói lại rồi cứ thầy còn trò mình cứ đụng cùng nhau. Bây giờ một còn một mất, con thưa thật thầy, giờ thầy khẳng định đi, bây giờ thầy bỏ được không? Con quỳ con phủ phục con đảnh lễ thầy bỏ được không? Thầy xả bỏ được, nếu con có lỗi cái gì thầy chỉ dạy. Còn nếu con không thấy, con thấy cái lỗi con xin sám hối. Còn nếu như mà 3 năm qua mà con làm gì mà sai á, con xin nhận cái quả báo. Nhân quả nó có tha một ai. Thầy có quan hệ được không? Nói cái tự nhiên mà thùng rớt nước mắt, rồi xong rồi bữa đó rồi bắt tay nhau. Thật sự tôi có những cái... Thầy đã làm rồi chứ phải như làm bây giờ tôi đâu. Làm nhiều như vậy đâu phải thầy bây giờ mới nghĩ ra cái tư tưởng đó đâu. Bây giờ nội cái trại dinh đây nè. Bây giờ nội trại dinh thôi. Nếu như nói ra phải là một nhắc khi nào, nếu ông giác qua có cơ hội ông hỏi coi hồi nhỏ tôi như thế nào mà tôi sống, tôi đối xử sao. Tôi trở về tôi lại hết thầy biết không, đó người ta gọi là cái gì biết không? Trần Thiện Thanh đó nghe, còn nói á.
giữa mùa hè mà tuyết rơi, trời đất ơi, khó 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 lắm à, khó lắm, thật là khó lắm. Thầy càng cao sang bao nhiêu, càng lên đỉnh bao nhiêu, càng khó bao nhiêu, con nói thật thầy đó. Thầy lên đỉnh được mà thầy còn đi xuống được như vậy mình là thầy đi gây lộn với cái thằng ăn cướp đó, tức là mình cho nên trên đời này á, tôi nói hoài à, tôi thù nhất cái kẻ mà phản, gọi là kẻ phụ người, mà tôi ghét cái kẻ mà phụ tôi trước, tại vì tôi không bao giờ phụ người ta. Nhưng mà chưa gì, ví dụ như giờ đời mình nó còn trong trên chồng chền, chưa gì là họ muốn trả ơn rồi thì làm sao mình trả được, không thấy không? Bây giờ nội mà đậu cái đậu thấy không, thật sự khi tôi qua Mỹ là tôi uống ai một bát nước, tôi ăn ai một bữa cơm, trong những giai đoạn khó khăn tôi không bao giờ tôi quên, ví dụ kỳ này này đó, nó là qua từ từ. Bây giờ thật sự muốn về cái đóng chứ giờ đi nếu là cái phụ lại không, nhưng mà đó mình đã có lời nguyện rồi, tôi mua 3-4 bà thì thôi kệ, nhưng mà nó may là mé nó rẻ, ý là nói đó. Nhưng mà trời đất cũng có phụ mình đâu, mình không phụ người cho là không có lòng người đó. Cho nên nó như vậy á, tôi là cái người luôn lúc luôn tôn trọng uống nước ngang nguồn, kể cả ngày xưa những người mà họ ngoài đời á, mà họ càng căm hờn đằng này, ví dụ cái chuyện gì mình lỡ làm cái nghiệp gì cho họ rồi á, mà họ ghét mình ngày nay tôi còn phải hạt cuối mình, tôi còn gửi quà, tôi còn xin lỗi mà. Đã, nhưng mà chỉ có cái miệng, cái miệng tôi là tại tôi giận, tôi tức là vì cái tiền nào phạt pháp mà tôi nói vậy thôi. Chứ tôi nói thật sự ra đó, ngồi đến nỗi mà cái mình nói xin lỗi chứ, nếu sánh ra giữa cái quản trúc vợ anh Tâm với cái con lụ đạn này á, mà tôi thương con lụ đạn hơn thương vợ anh Tâm á. Nhờ nó đó, hoàng thiên bất phụ hoàng. Không, ý tôi nói vậy đó, nếu nếu mà không biết cái cơ hội. Thầy so sánh điều này hơi nó hơi so le con không hiểu rõ đấy. anh nhớ không, anh tại vì trong phạm vi này mình không có nên phân việc cho nó rõ. Chứ thật sự thì ông có cái ý của ông mà anh nhìn chưa thấy thôi. Ờ thì có thể chưa thấy thôi. Tôi lên cũng cũng. Anh, tôi không bắt anh ông. Phải thấy là ông thương người khổ chứ ông thương người sướng, ông thương chứ. Chỗ này đây nè. Trong cái vợ Tâm bây giờ á, thấy không? Gia đình yêu thương con cái tôi lại bạn đề về không? Còn ở kia bây giờ á, vừa thương người đang khổ mà vừa cũng nhờ họ mà mình được một cái nhìn về cuộc đời nó rõ hơn. Cho nên hay quá, sẽ có cái ngày nào đó nha. Còn đứng ở cái bụi trúc đó đã quay phim. Canh mẹ không thật sự thì có tác ý là có thầy ra cái ý của con muốn cái gì, ý của con muốn là thật sự mà hồi nãy ông nói nè, mấy ông đầu trọc này được bao nhiêu người đếm hai bàn tay thì không hết phải không, sao mà không chụm lại vậy đi mà chắp lại lễ Phật, trời đất ơi nó hạnh phúc biết bao nhiêu phải gì không cái con hả không, trời ơi đó mới là chân lý. Trần Lý tôi chưa biết nhưng mà tôi thấy cao cả lắm. Không, phải làm như vậy đi, anh phải làm như vậy đi. Anh thấy bắt trước ổng đi, anh biết đâu. Đi lượm rác không ơi. Thì thấy không, nói vậy phải không? Cao lắm, nếu mà được như vậy tốt lắm. Thầy có biết không? Cái điều mới đẹp, không ai cấm cản. Thầy biết không, thầy biết không? Bố đồng bạc nào, cứ việc mà mình mới đẹp. Thầy biết không, để con nói cái ý này nha thầy nè. Thầy Hoàng á, ổng là cái dân miền Tây, là cái dân miền Tây đó, bao giờ cũng nghĩ ngày miền Tây miền Tây, này miền Bắc hả hay miền Trung? Miền Nam, nhưng mà ổng nói hơn một đợt tuổi, không nói đạo là không nói gì mà đại khái vậy, ý nó là ổng nổi tiếng, chỉ thú, trời ơi. Không, mà xét lại thì nói chung là tại vì nó khổ là tôi nhỏ, mình với giai giới mình nhỏ hơn. Cái hai nữa là mình đó, đời tại người ta nghĩ rằng người ta đạp mình thì mình phải chết, chứ ta không nghĩ là mình ngôi lên được. Người ta đạp cố tình cho chết nhưng mà không ngờ tôi ngôi lên được, cái nó giống như bây giờ nó lỡ lèn hết rồi. Những người mà cố tình đạp tôi họ cũng nghĩ là tôi không ngôi lên được, nó lỡ lèn hết trơn rồi. Nhưng mà thật sự họ không biết cái hạnh phúc của riêng tôi. Họ biết sau khi anh có đạp tôi, anh đạp tôi tới bé mưa rồi tôi bò ra tôi tóc ra. Thầy có hạnh phúc rồi thầy mới nhìn lại được. Thầy không hạnh phúc thầy nhìn được.
nhìn kỹ bây giờ nó đúng thấy, anh thấy, giỡn tôi thấy mình có là hạnh phúc rồi ông rồi mới thấy mình mới thấy lại mình thấy hạnh phúc rồi gì mình mới nhìn lại được chứ không không bao giờ nhìn mẹ ai đơn khổ chết mẹ nên sao nhìn thấy sao nhìn lại mà chùa to phật bự tín đồ đông rồi tôi thấy thì khổ đau vô ngần trong khi tôi giờ không có cần tín đồ tín móc gì từ ai ai nói tôi là tín đồ tôi ví dụ như ông qua đến tôi cũng tín đã đó còn rồi bữa nào không đến cũng không sao thì tôi thấy tự tại vô ngần. Người ta bây giờ hát chùa thì phải có tín đồ thì sợ mất thì phải nghĩ trăm mua ngàn kế chứ mà càng người nghĩ mua kế bao nhiêu thì nó càng mất trắng bấy nhiêu. Thì đôi khi mình mở rộng tất lòng, ai đến mình cũng welcome, không đến cũng welcome, cũng bình thường cho nên mình không mất gì đâu, cũng có gì, chẳng mất gì. Có gì đâu mà, có gì đâu để mất thì nói, còn gì đâu mà mất, nên con nói đây rồi đó. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình không có gì cả, mình thấp nhất ông, là không mất cái gì cả. Ông thầy Như Thành ông nói, may nó bay đi chứ nó không mất. Bởi vì nó bay đi rớt xuống nó thành nước rồi nước bốc lên làm mây cứ vậy nó xoay vòng vòng. Nếu mình chưa đạt tới đó thì có nhà thơ hỏi chứ ai ai leo lên đó mà treo mây. Vậy thôi. Ok, tôi còn cảm ơn bay rồi mới thấy là mây không ai treo nó vững vững này. Đây bên thầy ha, tôi đi ha, làm ha. Tôi đi về. Rồi bây giờ chia làm hai. Thôi để cho không, anh chia đi. Chia đi. Tôi bây giờ đang này. Vậy để thầy anh đi ra cho bị. Tôi một khoanh hồi nãy là đủ rồi, còn trưa nay thì cho ăn nữa thì nghỉ ăn cơm à. Ba nè. Ủa, bây giờ cái này để cho về cho bà mãi cho bà biết đi. Đi chứ cái đó của ông, cái này của ông ma nè. Chỉ cái này không hay. Bây giờ bữa nay chơi bánh chuối được phải không? Này, anh có này đi không? Anh có anh chảnh. Anh có anh chảnh. Tôi sợ hồn tôi không cơm được. Quýnh thêm một khoanh này nữa là nghỉ ăn cơm. Đem này về cho bà rồi đó, đúng rồi là bà ghen. Thầy nhắc nữa, thầy nhắc nữa. Thầy cái làm khổ hoài khổ đâu mà khổ sướng.